Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và dành nhiều ý. Kênh em là Full Game Mobile chứ không phải là mini game đâu nghe các chị các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề á. Cái chia sẻ của chị Hằng trong mới nhất ngày hôm nay thì em cũng rất là vui mừng khi mình cũng lên một tiếng nói để mà trả ơn cho chị Hằng. Trong thời gian qua chị Hằng đã giúp rất là nhiều ở tỉnh của em nha, em ở tỉnh Kiên Giang các anh chị và các bạn. Thì nhiều người hỏi với em rằng là nhận bao nhiêu tiền của chị Hằng mà đỉnh quá vậy. Em nói các anh chị và các bạn, em còn nợ chị Hằng một cái lời ân tình. Trong cái đợt mà vào năm 2019, năm 2020 và 21, khi chị Hằng tuyên bố sẽ tặng một số trạm chiếc oxy lưu động và thiết bị y tế cũng như bình oxy để ủng hộ cho những người nghèo, đặc biệt là bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Nghe anh chị và các bạn một chút xíu, em sẽ cho các bạn xem những hình ảnh đó ở cuối video lên để chứng tỏ là lời em nói là đều hoàn toàn chính xác. Chứ không phải vì đồng tiền này kia đồ mà mình làm mất danh dự của mình các anh chị các bạn. Chị Hằng cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng có vui, có buồn, có giận, có hờn, không phải là một bậc thánh nhân. Cuộc đời chúng ta có cái tốt cái này thì cái kia chúng ta nó không được tốt. Và chúng ta gắng cố gắng chúng ta sửa cái đó không được tốt đó thành cái tốt, thì thành ra là chúng ta là cái người hoàn hảo. Trong xã hội này không một người nào hoàn hảo đâu các bạn. Và trong cái chương trình này á, tôi cũng nói chị và các bạn, chị Hằng có nhắc đến tên một cái người mà đòi đòi tử hình chị Hằng á, có nhắc tên trên không gian mạng. Và lập tức anh này làm một cái clip trả lời rằng á, là tôi thách đi kiện và hãy gửi cho Bộ Công an. Nếu nói tôi là cầm đầu băng đảng này, cầm đầu băng đảng kia, thì tôi nói anh chị và các bạn á, trên không gian mạng chúng ta có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, đó là quyền cơ bản của người công dân Việt Nam. Nhưng những lời nói của chúng ta dù là vô tình hay là hữu ý thì nó phải đem lại một cái giá trị nhân văn nào đó, chứ không phải để chúng ta khuyên can người ta với một thái độ cực kỳ là mất văn hóa và đem chuyện đời tư đời riêng của người ta lên trên không gian mạng. Tôi cũng đã nói rất là nhiều các bạn rồi, chị Hằng Ni cũng vì nghĩ rằng mình lên trên mạng mình góp ý một cái gì đó cho không gian mạng, cuối cùng là đem chuyện đời tư của chị Hằng ra để mà nói và chưa kiểm chứng. Và chính vì những lời nói này đã dẫn đến sự việc mà bị kiện và kết cục là 18 tháng tù giam. Do đó thì tôi cũng khuyên nhủ mọi người, chúng ta có quyền tự do ngôn luận nhưng những vấn đề đó phải thuộc khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái anh luật sư Dởm ảnh biết về pháp luật quốc tế, pháp luật nước Mỹ, nhưng về pháp luật Việt Nam thì tôi nghĩ rằng anh ta phải cần đi học lại. Và anh ta khỏi hù rằng á, là cứ kiện đi, tôi không khe, tôi không sợ. Ở đây chị Hằng kiện về dân sự nha, những lời xúc phạm của mình về hình sự chứ không phải là kiện về cái việc mạng lên quốc phòng gửi lên Bộ Công an nha. Hãy nhớ điều đó, chúng ta lên trên không gian mạng là chúng ta phải chấp hành nha. Chính vì những người hiểu lầm như vậy thì ngày hôm nay tôi cũng xin mạn phép múa rìu qua mắt thợ với các chị và các bạn về một cái thư viện pháp luật. Người ta có câu hỏi như thế này là quyền tự do ngôn luận là gì, quyền tự do ngôn luận là gì, và lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm đất của người khác thì sẽ bị xử lý hình sự như thế nào. Tôi nói các anh chị biết á, không phải cái chuyện mà chúng ta lên trên không gian mạng chúng ta câu view câu like rồi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không bị gì cả. Và khi chúng ta lên tiếng nói dù có công tâm hay dân nữa mà chúng ta xúc phạm danh dự người khác thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi.
Nghe anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người biết về cái quyền tự do ngôn luận như thế nào và trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì sẽ bị như thế nào. Nói thẳng luôn, đó là cái luật 331 đó các bạn, gắng cố gắng tránh làm xúc phạm người khác. Và trên cái kênh YouTube ngày hôm nay thì em cũng khuyên mọi người về cái sự việc mà một cái cô mà tự nhận là Việt Tân đó, thì cái việc đó đã qua rồi. Cái vấn đề tiếp theo là vấn đề để cho cơ quan chức năng người ta điều tra, chứ không phải là để cho chúng ta xúc phạm người khác. Các anh chị nhớ điều đó giúp em nha. Chứ một số người bây giờ họ quên mất về cái vấn đề này và làm YouTube kiếm tiền để mà câu view, câu like là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này thì nghĩ là chị Lan chỉ biết nhiều nhất, chị xúc phạm chị Hằng nhiều nhất ha. Chị cũng nói phiên thế này thế kia, nhưng mà chị ra rất sợ về mặt pháp luật. Do đó trên kênh của chị ta không bật kiếm tiền. Đó, thì để trả lời cho anh Hùng Ánh Báo rằng anh làm về chị Hằng như vậy, ảnh được có lợi ích như thế nào, thì tôi sẽ chứng minh những lợi ích của các anh đó trong cái bản tin ngày hôm nay. Các bạn nhớ bấm like và subscribe ủng hộ em các bạn nhé. Hôm nay em cũng được gọi tên trên cái kênh YouTube của các anh em, tôi cũng rất là cảm ơn chị Hằng. Ok. Đây là một câu hỏi của khán giả và pháp luật của cái kênh tư vấn pháp luật Thư viện Pháp luật. Quyền tự do ngôn luận là gì? Lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm đất của người khác sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi nghĩ rằng là anh Hùng anh phải nên vô đây anh đọc. Quyền tự do ngôn luận là gì? Theo điều 25 Hiến pháp 2013 quy định về quyền tự do ngôn luận như sau: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Theo đó, có thể hiểu quyền tự do ngôn luận là quyền được tự do trong giới hạn mà pháp luật quy định, phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quyền tự do ngôn luận của mọi công dân khác với quyền tự tiện vu khống, bôi nhọ, xâm phạm đến cá nhân, tổ chức. Ở đây là cá nhân là chị Hằng Anh Dũng và tổ chức là công ty cổ phần Đại Nam. Lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm đến của người khác sẽ bị xử lý như thế nào? Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau: tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Chị Hằng đã dính vào cái điều này nè, cái điều 2 này nè. Nghe anh chị và các bạn. Theo quy định trên thì người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ hợp pháp khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 3 năm. Nếu người này phạm tội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt 2 năm đến 7 năm. Như vậy, người nào có quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích của nhà nước có thể là bị phạt từ đạt không giam giữ đến 3 năm và phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nha. Các tình tiết giảm nhẹ áp dụng đối với người lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích của nhà nước được quy định tại khoản 1. Cái khoản 1 nó quy định như thế nào tôi đọc tắt thôi nha. Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc giảm bớt tác hại của tội phạm, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. Cái chỗ này thì anh luật sư anh bảo rằng là tôi vẫn giữ luôn quan điểm như vậy, là nếu mà sai thì coi như là anh ta không có thuộc trường hợp này. Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng chính, cái này thì anh cũng không muốn áp dụng luôn. Tại vì anh ta nói về chị Hằng nhưng chị Hằng không nói về anh ta nha. Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình tiết cấp biết nha. Đó, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nhưng nếu như cái sự việc này mà chị Hằng có cái đơn nào đó thì cái này không phải là lần đầu,
Tại vì theo tôi biết rằng là anh Hùng này anh có án tích trước đó rồi. Nha, bơm bơm gì đó, bơm bơm gì đó, tôi không biết tôi nói gì đó. Phạm tội vô lạc hậu thì không có rồi. Ở Mỹ về mà làm gì có việc mà lạc hậu. Tự thú đi, nha, tự thú thì được giảm nhẹ. Đó. Khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết giảm nhẹ. Đà tình tiết giảm nhẹ nhưng phải có lý do giảm nhẹ trong án. Các tình tiết giảm nhẹ khác được bộ luật này quy định và dấu hiệu định tội hoặc phạt khung hình thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quyết định hình phạt. Là bao nhiêu đó đủ rồi. Ha. Các bạn có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hồi nãy tôi đọc đầy đủ nguyên nhân rồi đó. Nhưng các bạn không quyền lợi dụng cái này để mà các bạn trục lợi. Anh Hùng mình báo rằng á là tôi làm như vậy tôi được cái gì? Tôi được cái gì mà tôi làm cái đó? Nha, anh làm được cái gì thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Nha, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy anh ta bảo rằng mình làm giúp bà Hằng như vậy mà mình được cái gì? Được rất nhiều đấy chứ, không phải được mà có lợi ích trong đây. Nha, còn anh muốn hỏi rõ hơn thì mình xin mời qua hỏi chị Lan. Và hỏi chị Lan đi coi làm gì, làm YouTube tôi làm gì tôi được cái gì nha, chứng minh cho các bạn thấy nè. Trời ơi, kỹ sư điện mà đi làm mấy cái này nữa mệt quá. Làm cho mọi găng làm để cho hướng dẫn mọi người có cách tham gia mạng xã hội một cách tốt hơn, không phải dướng vào dòng lao lý nha. Đây, các bạn nhìn thấy lượt xem không ạ? À, các bạn nhìn thấy lượt xem không? Những cái video clip mà anh này làm về chị Hằng cái lượt xem rất cao so với những lượt xem khác. Vậy vậy có phải là ảnh lợi dụng không? Làm gì các bạn chịu chưa? Hay là chưa chịu? Nè, đừng có nói tôi không được gì khi nói về bà Hằng nha. Hôm gài tôi cũng không thích muốn phản biện anh đâu. Đây, các video clip làm về chị Hằng rất là thấp view. Nhưng mà làm không làm về chị Hằng rất là thấp view. Nhưng làm cho chị Hằng, làm cho cộng đồng mạng người ta phẫn nộ, người ta tò mò, người ta vào xem. Cái lượng view rất là cao. Đó, tôi chứng minh cho các bạn thấy đó, cao rất cao. Cao hầu như là gấp 10 lần, 5 lần, 7 lần. Thấy không? Hai trăm mấy ngàn lượt xem trong khi những clip đó có mười mấy ngàn lượt xem thôi. Ha, có phải là mình lợi dụng cái quyền tự do của mình để mà mình câu view, câu like hay là không? Mình đừng có nói mình không được gì. Nha. Trời ơi, tha đây em, tha cho em. Làm YouTube mà nói mình không được gì. Đây nè, tôi phóng to lên cho coi nữa đó. Phóng to lên nữa nè. Nè, cái clip lại làm tới 244.000 lượt xem. Trong khi những clip khác á, các bạn thấy không, có vài chục ngàn, hai chục ngàn nè. Nha. Thậm chí làm về ông Nguyễn Thuận nè, người ta cũng coi vô người có 55.000 lượt xem mà. Như vậy những cái tiền thu nhập từ cái này nè, có phải là lợi dụng không? Chưa phục đúng không? Chưa phục làm tiếp. Đó, bởi vì nó các bạn biết á, làm YouTuber mà lên mà câu view câu like như vậy rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta chưa có xác minh được chị Hằng đúng hay là sai, hoặc là cái sự việc cái bà Viettel gì đó. Nha, tôi cũng nói các bạn là bây giờ cơ quan chức năng người ta vào làm việc rồi thì hãy im lặng cho người ta làm việc. Đó. Các bạn thấy không? So sánh không? 83.000 được xem nè, thấy không? Tại 83 không, mắt em kém quá. Nó còn còn nói tôi không được gì không? Còn cần nữa không? Cần nữa thì nữa. Nên nhớ đây là Việt Nam. Không có quyền tự do lên mạt sát người khác một cách vô cớ nha. Mình nhớ điều đó chứ còn có còn mà tôi mà lên tôi phạt mạt sát giống như tôi lên tôi chửi chị Đinh Lan giống như vậy đó thì tôi được view được like cao vậy đó, tôi làm gì là tôi vi phạm pháp luật đó, nó cho biết chứ đừng đừng có nói mà mình đứng ở chính nghĩa hay là vô nghĩa gì, mình lên mình có quyền, mình không là ai nên trong cái xã hội này mình không có quyền nào lên án hết người ta hết, chỉ có báo chí cơ quan chức năng để cảnh giác mọi người ta mới được quyền lên thôi. Đó, tôi chứng minh cho anh chị thấy đó. Chứ còn đừng có bao qua chích chè bảo rằng là tôi không được gì nha. Ông lợi dụng cái kênh YouTube của ông để ông câu view câu like, ông thách thức mà những cái người đó đi kiện mình, mà ông thách á là ông ấy thách kiện không phải là lên bộ công an đâu, kiện ở chỗ khác
nha, kiện như thế nào thì để coi chị Hằng chị trả lời như thế nào. Chị Hằng có mới bữa nay lên nhắc nhẹ thôi, nó cho biết như vậy đó. Và mình đang ở Việt Nam, mình phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Còn ở bên nước ngoài người ta tự do ngôn luận, người ta thích nói gì nói, thậm chí những cái người tổng thống này kia đồ người ta chửi chuyện là chuyện bình thường. Nhưng đây là ở Việt Nam ha, đây là made in Việt Nam, do đó phải do Việt Nam người ta phụ trách. Chứ ông ở đó mà ông vô thách thức ha, tôi nghĩ rằng là những clip của ông ta đó bên 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 phía bên Đại Nam mà ta cũng lưu ý hết rồi. Tôi nói như vậy để mà tôi ngăn chặn kịp thời một cái hành vi nào đó trên không gian mạng, đừng có câu view câu like xúc phạm người khác, mà cuối cùng mình bảo rằng mình đúng ha, rồi mình có quyền mình làm thế này thế kia thì không được, không được đâu. Đó là lý do tại sao khán giả bảo rằng chửi ông đi, chửi ông đi. Không, chúng ta lên khuyên nhủ để cộng đồng mạng biết cái nào đúng cái nào sai để người ta sửa, chứ không phải lên không gian mạng mà mạt sát người này mạt sát người kia, thậm chí là tự diễn biến ha, tự vẽ ra câu chuyện mà chị Hằng sai phạm, trong khi cơ quan chức năng chưa có công bố cuối cùng mà chị Hằng cũng chẳng chưa có vi phạm. Mà không có vi phạm thì ông không có quyền mà lên xúc phạm như vậy đâu, nhớ nha. Ở đây nó còn luật an ninh mạng nữa, nó cho biết những hành vi mà lợi dụng mạng xã hội nhằm câu câu kéo câu view câu like, kéo câu kéo khán giả, làm khán giả bực tức, khán giả phẫn nộ là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông muốn đi ngược lại với dư luận hả? Mới đây thôi ông bảo rằng ông chấp hết, ông chấp hết tất cả các YouTuber. Ừ thì ngon rồi đó nha, nên nhớ ở đây là pháp luật Việt Nam. Tôi mà như ông mà kênh tôi nút bạc từ lâu rồi ha, tôi vì binh vực người nào đó bất chấp, mà tôi chửi người khác bất chấp là thôi. Chúng ta có quyền đưa ra những bình luận của chúng ta trên cương vị phải có bằng chứng và chứng cứ. Hiện tại cái ông luật sư này ông chỉ nói là ông nghe này kia thôi, mà trong kênh ông chưa bao giờ dẫn chứng bất kỳ một cái gì đó mà cảm thấy mình đúng người ta sai, chưa đưa ra bất kỳ hình ảnh nào trên kênh mình, thậm chí là chưa đưa ra lời cảnh báo nào với khán giả, yêu cầu khán giả không được có những suy nghĩ tiêu cực. Cái chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn cơ quan chức năng, còn còn công an ha, còn còn những cái người điều tra khác, chứ không phải lên trên mạng mà thích chửi người ta, chửi người ta cái dạng nặng nề như vậy rồi rồi cảm thấy mình ôi tôi cũng bị gì trả từ từ, tại vì tôi giúp bà Hằng thôi, tôi ngăn cản bà Hằng thôi. Ủa bây giờ tôi giúp anh, tôi chửi anh đi chang như vậy đó, tôi có vi phạm pháp luật không? Tôi không hề vi phạm pháp luật hay gì. Do đó em cũng nói khán giả rằng á, kênh này là kênh có văn hóa và đạo đức, không thể nào tùy tiện chửi người khác để làm mất uy tín của mình nha. Rất muốn chửi đó nhưng mà kiềm, nóng tính là bản năng mà kiềm chế là bản lĩnh. Anh nóng tính là cái chuyện của anh, nhưng anh nóng tính đó ha, mà anh lên trên công nhân bạn anh chửi người này là lưu manh, anh chửi người kia lưu manh, thì cái điều đó là không phù hợp với pháp luật đó. Tôi phản biện như vậy khán giả chịu không? Chịu, không chịu thì không phải chịu. Nên nhớ anh hùng này đã từng có án tích 18 tháng ha, vì vì ăn bơm ăn táo gì đó, mang bơm mang táo gì đó vào vào trong Việt Nam. Mà tôi nói đó, nhắc cho anh nhớ là như vậy, chứ anh đừng có lên trên mạng anh tự khen mình là nghị viên này nghị viên nọ và anh khù chúng tôi. Cái việc đó là cái việc ở quá khứ rồi, và thời gian đó là thời gian cái internet nó không giống như bây giờ, người dân rất là dễ dàng mà tiếp cận những cái thông tin, mà những cái thông tin độc như vậy đó. Thì các bạn nghĩ như thế nào, từ con nít tới người lớn người nào cũng có một cái điện thoại cả, còn không có điện thoại thì hôm nay tôi treo điện thoại đó, các bạn mua giùm mình, cảm ơn nha. Treo như vậy cho nó chơi chơi các anh chị các bạn, điện thoại mắc quá mấy chục triệu sao mua. Thì tôi nói các anh chị các bạn, bây giờ tôi nói ít nhất một người Việt Nam là có một cái điện thoại. Anh đưa ra những thông tin mã độc mà anh không có có bằng chứng, và anh lương lẹo và nói như thế này thế kia, thì đợi người ta giám định clip của mình đi rồi thử xem của mình có vi phạm hay là không, hãy nói. Chứ không phải là lên trên mạng mà quên quang tôi là người này tôi là người kia, ai làm gì tôi, ai bắt tôi đi hả? À thì anh còn ngon hơn chị Ni đó. Chị Ni người ta tư vấn về pháp luật rất là rõ ràng mà người ta còn bị dính dấu một phút bất ngờ ha, đọc cái đọc đọc tên người ta lên trên mạng để xúc phạm người ta. Bây giờ ông bảo rằng đọc báo bị sai hả? Đọc báo là phải tùy thời điểm nha, mà chỉ việc đọc báo đó mà nhằm xúc phạm người ta, câu kéo khán giả vào kênh mình nha, cũng bị vi phạm pháp luật. Ông này ổng Kitô giáo mà ông mới làm video clip ngày hôm nay á, ông bảo rằng là lời trả
trả lời của sư Minh Tuệ về phát ngôn của Nguyễn Phương Hằng. Thầy Minh Tuệ hồi đó có giờ có bao giờ mà lên không gian mạng mà nói xấu người này người kia đâu mà đưa cái câu câu view câu like như vậy. Tôi nói cái video clip đó cũng vi phạm đó, mà vi phạm hơi nhẹ nhẹ đó. Rõ ràng là câu view câu like để hướng dẫn người ta đi vào video clip của mình. Ở bên Mỹ thì ok, ai muốn làm thì làm ha, tự do ngôn luận, nhưng ở Việt Nam là khác. Tôi nhắn nhở như vậy đó, không tin đi hỏi các luật sư Việt Nam thôi, coi cái những lời qua của mình xúc phạm chị Hằng như thế nào, có bị vi phạm là không. Các bạn nghĩ ông này vi phạm hay là không? Xin vui lòng để lại bình luận dưới video này. Một lần nữa xin cảm ơn, tâm chào cả nhà. Bye bye, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Hôm nay chị Hằng nhắc tên mình vui quá. Các bạn nhớ follow ủng hộ mình nha các bạn. Kiếm tiền mua kiếm kiếm tiền mua sữa cho con ha. Lên không gian mạng chỉ muốn tạo một cái động lực nào đó để hàn gắn những cái người mà còn có những hiềm khích trên mạng xã hội, và mong muốn của kênh này là truyền một cái động lực nào đó, một cái năng lượng tích cực nào đó chứ không có tiêu cực. Ngăn chặn mọi người đừng có hiềm khích với nhau, cái chuyện nào ra chuyện nào, chuyện đó ra chuyện đó, tất cả phải thượng tôn pháp luật. Và chúng ta hãy bình tĩnh trước những thông tin mà nó gây hoang mang dư luận các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và tổng chào cả nhà. Tôi nhắc các bạn là lần nữa về sự việc cô đời, hãy cho cô ta được yên, đừng có đi đến đến kiếm cô đời để làm gì, đừng câu view câu like vì những cái đó, tội nghiệp người ta. Còn cái việc người ta có sai hay là người ta có bị thần kinh thế nào đó thì cơ quan chức năng người ta sẽ trả lời các bạn, trong trường hợp tôi nghĩ rằng không có lâu đâu các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn, tạm chào cả nhà, bye bye.